Nam ca sĩ Quang Lê có những chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ của anh cùng với Hà Thanh Xuân, từng phải giãn ra vì bị vua cá coi ghen. Đến nay sau khi nữ ca sĩ chia tay thì cả hai mới dần thoải mái và thân thiết lại như lúc trước. Mới đây tại chương trình Nhà có khách, ca sĩ Quang Lê đã lên tiếng về những tin đồn tình ái xoay quanh mình. Anh nói, đời tôi chịu khổ nhiều rồi, có tiếng mà không có miếng. Lúc Hà Thanh Xuân chưa chồng, ai cũng đồn chúng tôi quen nhau. Đùng một cái Hà Thanh Xuân cưới vua cá coi, tôi không biết gì hết, có miếng gì đâu. Nhưng là người của công chúng, sống trong thời buổi này với mạng xã hội, thì phải chấp nhận tin đồn nọ kia. Các trang mạng lúc nào cũng đưa hình ảnh tôi và Hà Thanh Xuân lên, rồi đồn sắp cưới nhau, nhưng chúng tôi có cưới bao giờ đâu. Giờ cứ lên YouTube là thấy hình tôi và Hà Thanh Xuân ôm hôn nhau, ở bên là hình vua cá coi phát ngạ lên được. Tôi thấy hoài nhiều lắm. Hà Thanh Xuân mới đây cũng lên trang cá nhân đính chính rồi, nhưng vẫn vậy, người ta vẫn đồn, các trang mạng vẫn đăng. Thôi thì đành kệ, nổi tiếng thì phải chịu tin đồn, chấp nhận thì phi. Anh nói chuyện tôi và Hà Thanh Xuân thân nhau, đồng nghiệp thì hiểu cho nhau, nhưng ông xã của Xuân chưa chắc đã hiểu vì anh ấy không làm trong showbiz. Chưa kể gia đình chồng của Hà Thanh Xuân càng khó khăn không hiểu. Nghệ sĩ khi lập gia đình thì chồng và gia đình chồng phải biết thấu hiểu, như vậy mới giữ hạnh phúc bền lâu được. Mai Thiên Vân đi với tôi cả ngày cả đêm, 12 giờ đêm cũng đi, nhưng chồng Mai Thiên Vân cũng đâu nói gì. Sự thật là tôi và Hà Thanh Xuân không hề yêu nhau. Tôi và Hà Thanh Xuân chơi rất thân với nhau, hiểu nhau. Hà Thanh Xuân trong thời gian qua đã chịu nhiều đau thương rồi, bây giờ tôi không muốn làm nàng ấy tổn thương thêm nữa. Ngoài Hà Thanh Xuân, tôi còn bị đồn có quan hệ tình ái với Thúy Nga, Mai Thiên Vân. Nếu để chọn trong ba người này thì tôi không biết chọn ai, vì ai cũng dễ thương, ai cũng là mẫu người của gia đình. Hà Thanh Xuân thì tôi chưa biết vì chưa chia sẻ sâu đậm chuyện này, còn Thúy Nga tôi ở gần nên biết, rất lo cho gia đình. Mai Thiên Vân cũng vậy. Quang Lê lấy mối quan hệ với Mai Thiên Vân ra để nói, 12 giờ đêm tôi lái xe qua nhà Mai Thiên Vân. Mai Thiên Vân bảo tôi tắt đèn xe đi rồi chạy từ trên lầu xuống, cùng tôi đi ra tận biển, đi lòng vòng uống cà phê nói chuyện, nhưng chồng Mai Thiên Vân không hề ghen tuông hay nói gì. Chồng Mai Thiên Vân chính là cánh tay phải của trung tâm Thúy Nga, làm bao nhiêu chương trình cho chúng tôi nên quá hiểu giới showbiz. Nhưng vua cá coi lại không phải người trong showbiz nên không hiểu được. Trước đó, nam ca sĩ từng phủ nhận mối quan hệ tình cảm khi bị soi hành động ngọt ngào với cô. Trong các clip vlog, chúng tôi có nhiều hành động lời nói thân mật, tình cảm nhưng chỉ là quay vlog thôi, ở ngoài không có gì hết, anh tiết lộ. Quang Lê cho biết cả hai chỉ là anh em đồng nghiệp đứng chung sân khấu, đi hát cùng nhau nên có mối quan hệ thân thiết. Những hành động lời nói tình cảm đều chỉ xuất hiện khi có camera, còn ngoài đời không có gì hết. Nam ca sĩ từng cho hay Hà Thanh Xuân dù gì cũng là một người đẹp, còn tôi là đàn ông, nên đứng bên Hà Thanh Xuân nói không có cảm xúc là không đúng. Hát chung với một ca sĩ xinh đẹp như Hà Thanh Xuân mà không có tình cảm thì hát sao được. Tôi quan tâm đến Hà Thanh Xuân vì cô ấy dễ thương, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Về mối quan hệ thân thiết với Hà Thanh Xuân, Quang Lê chia sẻ, thời gian đó Hà Thanh Xuân còn độc thân, chúng tôi lại thân với nhau nên làm gì cũng được, không ai ý kiến gì. Vì thế nên chúng tôi hay đi chơi, quay clip với nhau. Trong một năm Xuân lấy chồng, tôi và Xuân tự xa nhau ra, dù là bạn bè nhưng cũng có khoảng cách lớn. Đồng nghiệp của nhau thì hiểu cho nhau, nhưng vua cá coi chưa chắc đã hiểu vì không làm trong showbiz.